Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu nón heo xinh xắn cho bé như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cách móc mẫu nón này rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn các cái phần họa tiết trang trí ở cái phần mũi heo, hai bên tai heo và cái phần dây trang trí để trang trí cho cái phần mặt trước của nón. Đây, đây là phần mặt trước nè. Cái khoảng cách này nó sẽ rộng hơn khoảng cách của mặt sau nha. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu thân nón như thế này Thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu thân nón này rồi Thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc các cái họa tiết trang trí Hai bên tai, phần mũi của heo Và cái phần dây, cái phần dây buộc ở phía dưới này Đây, thì đối với cái phần dây buộc này nè để móc được hai màu xen kẽ như thế này thì ở đây mình có sử dụng đầu kim lớn 4.5 mm để mình móc cái phần dây ở hai bên ta chập đôi hai màu len lại sau đó các bạn cắt cho mình hai sợi dây len dài tầm khoảng một mét rưỡi đến 2 m để mình làm cái sợi dây ở hai bên đây chập đôi lại như thế này sau đó cắt cho mình một đoạn len dài các bạn gặp đôi cho mình hai sợi len này lại sau đó bắt đầu móc từ cái điểm chính giữa này nè đây bắt đầu móc từ đây ở cái phần trùm tay ở hai bên á ở đây mình có móc 4 mũi móc xen kẽ là một mũi móc xích nè thì các bạn đâm kim vào mũi móc xích này cho mình sau đó kéo hai cái sợi len này qua cái chân móc đây kéo qua chân móc như thế này sau đó từ đây móc cho mình lên các cái mũi móc xích thì cái đầu kim to sẽ giúp cho mình móc dễ dàng bốn sợi len này qua chân móc mà không bị vướng len nha móc tương tự cho mình các cái mũi móc xích cho đến hết cái đoạn len này Sau khi móc được đến cuối đoạn len thì các bạn kéo sợi len qua chân móc. Sau đó dùng kéo để cắt bớt cái đoạn len thừa này để hai cái sợi dây ở hai bên bằng nhau. Thì mình đã hoàn thành được hai cái sợi dây ở hai bên trùm tai như thế này, hai màu xen kẽ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tai của heo nha. Đối với phần tai heo thì các bạn móc cho mình một nửa vòng tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tai. Ở cái đoạn len màu trắng này các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 8 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau khi móc được 8 mũi kép đơn, các bạn nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại, móc lên hai mũi móc xích thì ta được một nửa vòng tròn như thế này, 8 mũi kép đơn ở đây. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình lần lượt tám chân móc ở cái vòng thứ nhất nha. Mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này ở cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên á các bạn gút nhẹ lại để tạo một cái khoảng trống như thế này để lát nữa mình còn viền lại cái phần tai heo tiếp tục móc lên một mũi móc xích thì bây giờ mình đã hoàn thành được một nửa vòng tròn như thế này các bạn tiếp tục quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép để cho cái vành tay của mình nó được to hơn tiếp tục chân kế bên móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc chân kế bên móc một mũi nửa kép chân bên cạnh móc hai mũi nửa kép cùng chân móc tiếp tục chân kế bên móc một mũi nửa kép chân bên cạnh móc hai mũi nửa kép cùng chân móc thì ở đây mình đã tạo ra được các cái cụm chân móc xen kẽ với nhau như thế này một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân móc. Các bạn móc tương tự cho mình các cái cụm này, tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc một mũi nửa kép vào chân móc bên cạnh, sau đó hai mũi nửa kép vào chân móc kế bên. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần tai heo nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc qua cái chân móc kế bên á. Đây, móc vào cái chân móc này cho mình. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc vào đây. Tiếp tục chân móc kế bên các bạn cũng móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc vào cái chân móc này. Móc vào đây hai mũi móc đơn chân móc kế tiếp là cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo á các bạn cũng móc vào đây hai mũi móc đơn các bạn nắm cho mình cái sợi len ngắn này nè nắm cái sợi len này guốt lại để vòng tròn nhỏ lại sau đó tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên đây móc vào chân móc kế bên này hai mũi móc đơn cùng chân móc thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này chân kế tiếp cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc chân móc cuối cùng là cái chân móc này nè móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này may cái phần tay vào trong cái thân nón nha khi móc các bạn giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè thì khi cắt len ta không phải giấu len nhiều bây giờ mình sẽ dùng kim để khâu cái phần tay này vào thân nón khi may cái phần tay này vào thân nón á thì ở thân nón các bạn đếm ra cho mình hai vòng tròn mũi đơn đầu tiên nè hàng kế bên các bạn bắt đầu may cho mình cái phần tay từ cái điểm này may cho mình phần tay ở khoảng cách 4 hàng móc đây bốn hàng móc như thế này các bạn may cho mình vừa bằng với khoảng cách 4 hàng móc. Ở phần tay còn lại cũng làm tương tự cho mình, may vào khoảng cách 4 hàng móc ở đây. Sau khi may hai cái tay vào trong phần thân nón thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách móc cái phần mũi heo. Các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó móc lên cho mình một dây móc xích dài 7 mũi. 1 2 3, 4, 5, 6 và 7. Sau khi móc được 7 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 2, 3, móc vào chân móc thứ 7 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn đến cuối hàng, ở cái chân móc cuối cùng này các bạn tiếp tục móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn nữa để cái chân móc này có 7 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 Và 6 Khi móc được 7 mũi móc kép đơn ở cái chân móc cuối cùng này Tiếp tục các bạn móc qua cho mình cái chân móc kế bên này Móc vào đây một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng tương tự các bạn móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng này mình được hai mũi móc tính luôn cả cái mũi móc đầu tiên mà mình gây nên á các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc này cho mình 5 mũi kép đơn nữa để ta được 7 mũi kép đơn ở cái chân móc này 1 hai 3 4 và 5 thì bây giờ chân móc cuối cùng mình được 7 mũi móc các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên á đây móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng sau đó móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cái chân móc của cái mũi móc đầu tiên ở cái cụm 7 mũi phía dưới nè đây là chân móc đầu tiên các bạn móc tiếp vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc thứ hai của cụm 7 mũi phía dưới cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này Chân thứ ba cũng móc cho mình hai mũi kép đơn. Móc tương tự cho bốn chân móc còn lại của cái cụm bảy mũi phía dưới. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì khi móc đến chân móc cuối cùng của cái cụm 7 mũi phía dưới á, tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cái chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi phía dưới á, cũng tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc thứ hai cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. Đây. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng, tính luôn hai sợi móc xích mà mình gây nên đầu tiên ở đây là một mũi móc thì cái chân móc cuối cùng này mình cũng móc được hai mũi móc cùng một chân móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len vào trong mũi móc thì ta tiến hành dùng keo nến dán cái phần mũi này vào thân nón nha ở đây mình đã móc sẵn một cái vòng tròn như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái vòng tròn này để trang trí cho hai bên mũi của heo ở sợi len hồng này cũng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn vừa tạo chín mũi móc đơn 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 khi móc được chín mũi móc đơn thì nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào cái chân móc đầu tiên bên này cho mình một mũi giời móc lên một mũi móc xích kéo vào các len tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa ra phía sau mũi móc và cũng dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình hai cái phần mũi hồng này vào cái phần thân màu trắng sau đó cũng dùng kim khâu khâu cho mình hai cái hạt nút màu đen khâu để làm mắt của heo sau khi may cố định các cái họa tiết trang trí vào trong thân nón và may hai hạt nút để tạo mắt của heo thì ở đây mình đã hoàn thành được một mẫu nón heo xinh xắn cho bé như thế này chúc các bạn thành công